Rồi chào cả nhà nha. Sáng nay mình với anh em rể mình vô thăm mấy cái lập tép mà chiều hôm qua mình đặt. Sáng nay có chú ra bằng cỏ sớm dữ trời. Đây là khu vực trong ruộng mình đó. Đây lần đầu tiên đặt nên cũng không biết sao nữa. Không có tép bọng gì không. Ừ chào chú. Quen không quen không. Vô thăm mấy cái lập tép nè. Mới trong đây có tép hay không nữa. Chú đó thường xem kênh mình lắm. Ruộng này cũng mới xả cách đây khoảng tháng rưỡi rồi. Lúc trước á mình có vô đây có quay một clip về bắt chuột á, đào chuột ở trong đây nè. Đây. Như càng mình dở cái hai cái đầu tiên có tép là biết có à, còn nếu mà không có là thấy xong luôn rồi đó. Ồ, ở đây đặt dớn luôn ghê trời. Khu vực này nó không có gỡ ếch, không có bạn ơi, phải có ếch mình cắm câu ếch cũng đỡ. Tại vì cũng gần nhà mình á, từ nhà mình chạy vô đây có khoảng 15 phút à. Mong là trong đây có tép gông dùng cái trời, không có lỗ đầu à. Mấy bữa trước mình với em rể mình à, cũng đi đặt lọc cá bóng á. Nhưng mà không đúng ngày, không có cá bóng. Lỗ đầu không có ra được clip luôn. Trong đây khu vực con ruộng này mình nghĩ là còn có tép gông. Nhưng mà đặt mấy cái mương mà mới lên giường á, giường họ mới lên á thì tép gông nó có nhiều. Chỗ mình giờ là kiếm tép gông cũng hơi khó à. Đây sang ơi. Để đi trước cho. Mình ra này nè. Chuyện qua đặt mới đặt được có đâu 4-5 cái vậy. Quá trời luôn, mưa á. Mưa lớn kinh khủng luôn. Vúa này tốt quá ha. Xanh bạc ngàn. Hôm nay người ta cũng lên giường cũng lên gai mà. Cái này ổi với bên kia là ruộng á. Hôm bữa mình quay clip bắt chuột á là phía bên kia. Sao đây, chuẩn bị tới rồi. Giờ cái đầu tiên có là thấy bắt đầu sung mưa khía liền. Sao? Sao đây? Ở đây ốc bù vàng ghê hồn. Trời không ổn rồi, sao ơi. Ồ, mấy con mè không à. Thấy còn cơm mẻ gì, cơm nguội gì không à. Trời ơi, không ổn rồi. Ồ, xong kìa, xong xà bông rồi. Còn đây có tấm rong nữa ta. Sáng lạnh teo quy luôn. Sáng lọ mương. Ê. Có không nhiều không? Có cái chốt. Có cái chốt vô hả? Trời ơi, đặt lòng tép vô cái chốt. Kinh khủng. Năm con. Ôi, chốt quýt đần nè. Ôi, kho tiêu này, kho tiêu này. Kho tiêu rồi, kho khổ chè. Xả ớt ha. Rồi. Ngon lạnh, trời ơi, đặt lập tép vô kìa. Chốt cái ghê chứ. Để xác này đi, ngồi đợi cua. Giả mang nè. Rồi rồi, đây. Sao? Ôi, nhiều không? Nhiều không? Nè, ô, 30-40 con á, tại nó tẹp với cái mẹ tép gông nè. Tép gông thường nó nhỏ chứ nó không bự. Thấy không bạn, thấy không? Được, có lý. Cái nào đâu, nặng thịt nửa cái.
hôm qua đó ta lấy đất ta đắp làm dấu nè, đâu sai dữ ta. Ủa, ếch con nghĩ ta cái tàu á, có ếch là mệt tàu vậy. Mày úp bù vàng kinh hồn luôn, quá trời bù vàng. Đây có cái này gì có. Ôi, ôi, ô, sao, trời, quá. Ôi, lập luôn. Ôi, cá chốt kìa. Chốt nè. Ôi ơi. Trời. Còn nó vô bị mắc kẹt nữa kìa. Nó con mắc kẹt luôn. Kẹt. Hai con luôn. Trời. Ôi. Trời ơi, cái chốt này mà kho tiêu thôi. Ủa đây cái chốt nhiều dữ vậy. Ủa, anh cũng ngờ nữa. Đang lập chốt công mà vô cái chốt dữ trời. Ủa kìa kìa. Trời. Ồ, đã không? Thấy rõ không? Thấy quá đã bạn ơi. Rồi. Ừ. Rồi, này giăng lưới giống có nha, đúng không? Hay cái cầm nó lọt mà dính ẩn nước rồi nó thấy rồ. Có lý, có lý. Ủa, bù vàng này nó nổi nè. Ngừ chứ ha. Trời ơi. Kinh khủng. Ở trong vườn mình không cóp vàng ha. Rồ không? Chạy với chốt không cũng ngon nữa. Nhìn không? Có nữa, chốt với tên rồng. Tẹp. Có bù vàng nó thiệt tình chứ, bù vàng ghê hồn luôn. Đó này. Này ít. Này ít. Vườn con dưới đâu? Mang cái tép, mang tép à? 4, 5, 6, 7 tấm con này thấy cũng nhiều nè, thấy không nè? Nó treo treo đó dưới. Nó treo nè. Mình đều tấm gông nó nhỏ. Gông này về mình cháy ra. Mình trộn gỏi đủ á. Ngon cực kỳ. Được. Bữa nay tính ra không có lỗ đâu rồi. Tính là đặt lạp tép rồi rồi có cá chốt luôn ha. Cái bụng súng này về ấy đặt nấu con chua thứ gì nói trời. Rồi muốn đỏ. Cái này nó bị vô cụ sậy ra. Nước chảy quá. Nước chảy. Vô. Tép hả? Chốt. Ồ, kìa, có trừng kìa. Nè bạn ơi. Ồ. Ghê chưa. Cái chốt bữa nay về này cả làng ăn luôn á. Ờ, lấy trình đọc, đắp làm dấu, rồi lưa vô. Cái này chắc như vô đây mày vớt ốc bùi vàng này chắc tiếng chắc cầu mấy chục ký á. Ừ chân. Cái này chắc gì em nghe. Trời ốc màu vàng nó vô. Bích luôn không có đường vô mà nó. Vô nó bích luôn có lỗ hồn. Nó nhăn. Quá trời không. Cái này chắc quất rồi. Trời đúng rồi. Lỗ anh không có bày đậy nữa mà. Tào lao, đẩy dưới đây rồi nè. Mà sao nó lỗ kỳ vậy? Con này con cá vô hay con gì nó vô nó khóa banh cái lỗ mà. Đúng rồi, nó vùi ra. Là lưu vô ta. Hàng gì có con nào là đúng rồi. Thiệt tình. Nó lợp một hết rồi. Con cá gì nó vô mạnh nó vô làm quá rồi. Thôi rồi, rồi cái chốt. Đó, chốt. Chốt rồng. Lợp thấy độc quyền không? Đó kìa kẹt đó. Cua nữa kìa. Cua nữa, chốt rồng nữa. Rồi cái lợp này sức ra. Lọc này tới tuổi hết rồi. Có ớt mình đặt, nó lập ớt này cũng có ớt đi, thứ gì chịu nổi chả. Nó không xem cái gì. Cắn. Chết gì vậy?
rồi quay teo rồi. Quay chiếc ngựa cắn mất chết tao lọc đặt lại để bữa nào vô chuột thay. Ở nhà mình á, trước đây trồng táo không? Táo gai không? Ờ, đó trồng á, bà nội móc đầu, móc tóc cái quả sợ, không ba cũng đốt luôn. Trời, cua đâu chết rồi mày. Ủa, người ta chốt nữa. Đồ. Có tép không? Tép không? Có tép mà. Gông đâu được mấy con à. Cái chốt vô. Trời ơi, mấy ốc bù vàng nó vô bích thơm chơn. Cái ốc bù vàng dữ trời. Kinh khủng chứ. Cũng lửa. Nóng chân hết rồi. Đó, vừa chết cái tàu thì đem câu vô thì cấm. Cái này ếch xẻo. Đấy, anh em mình nó gom lợp đi. Quanh kia mình còn đâu khoảng chục cái nữa. 8-9 cái thì phải. Cái nãy bị lủng lỗ chà bá đó, như là cá nó vô hay cua rồi nó vô lủng lỗ chà bá gì có con nào vô. Vậy tính ra bữa nay có cái đầu tiên á là không có con nào, như cái nãy bị lủng lỗ, còn mấy cái kia có lại gai đâu được hai cái gì đó, vô cái chốt quá trời với cái tép gông ít ít đó. Nhìn thấy mê á, cái mương này toàn táo không dưới gai không, ghê hồn lắm. Ở vườn này lúc trước trồng táo nè, xong không có năng sức á, rồi họ đốn bỏ dưới đó quá trời gai dưới. Trời, mấy con muốn này hồi hái về đéo có chua ăn trời. Con muốn tím tím này giờ ít thấy à, giờ toàn con muốn tạo gì đó không. Này bữa nào đem tờ lưới cá lồng tông vô đây văng phát là nhắm ngon lắm nè. Thấy cái lồng tông ục ngự chân nè ha. Nào anh rảnh em tứ thằng Tông vô đây chơi chiến đấu một bữa. Ừ, cái đồng Tông nó ở trống nè, nó mới dưới lại mấy cái mương nào rồi vườn nó mới lên á, mấy mương mà lâu năm không có đồng Tông đâu. Đắp gồng ở chỗ mình giờ là 150.000 ký á, cái chốt đó cũng mất tiền nữa. Cái chốt đó mình coi cái kẹo mình gắt miếng tiêu ha. Trời ơi trời, nhức nát chứ không phải chơi. Mấy cái mương này nè, nhớ hồi đó. Ủa cái này không có sang rồi, cái này cái đầu tiên nãy bỏ trong cái bao rồi, cái đó đầy chưa. Ủa anh nhớ hôm qua anh có đặt đâu gần cầu một cái người ta, anh để đi hồi mình đi ra anh lấy. Ủa gì người ta hôm qua tao đâu có đặt kỳ ta, cái đầy đi sang phải đây có một cái mới đúng chứ. Đâu xa dữ vậy, cái này qua không làm không có đắt cái dây gì ốc vậy. Nguyên hồi đập nó lọc nó bẹ đây nè, đó cục sình đó, cục sình nó nhỏ xíu mà cầm tay ngang thằng gì cũng thấy. Rồi sao chết vậy, chốt vậy ốc. Cái lọp sao méo xẹo à? Dạ, cái lọp này có nghĩa cá hồ á. Đừng coi cái chốt. Để đi, còn không sao. Sáng mới còn cái bầu kêu gót thì kêu. Thôi cái này có nhiều à. Úi, sao? Sao tất cả ra ngoài dữ vậy? Ờ mình biết rồi tại sao rồi. Tại ở đây cái chốt nhiều quá nó tóc rồng nó không dám vô bạn ơi. Ôi. Nhưng mà đây còn mấy con mày nữa nè. Chứ nó vô mấy cái mấy con cá này nó ăn không chừng nữa nè. Nó chốt rồi. Tóc rồng thấy cái chốt vô nó không dám vô. Nhưng mà cái mùi thơm còn mấy con tép rồng nữa nè. Hàng gì? Trời ơi, trời. Quá từng luôn nè. Trời ơi cái này kìa. Rồi cá ruột phi con nữa kìa. Trời ơi, cái chốt kinh khủng, tép gông nữa.
ha. Nãy giờ hai cái đường dày rồi đó, cái thằng nữa lại đi. Thăm lợp này miễn càng mình ta mình đụng cái lợp dưới cái là nghe thấy gồ 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 là nó biết trúng. Nó vui vàng quá trừng rồi. Mà vớt nè. Mà vô dịch ăn nè. Hả? Nó vui vàng vớt thì vô dịch ăn. Cái này cũng có à, có à. Có cảm giác rồi đó. Nghe gột gột á. Ủa. Ồ. Cá chốt. Trời ơi. Chốt, người tao câu ngoài đâu, đừng con hay con ngoài nữa nè. Nó không có dám vô, mấy cá này vô nó tép không dám vô. Ồ, trong gông cũng được chục mười mấy con à, trong gông. Trong gông đều, trong gông nó hơi nhỏ bạn, trong gông thì nó phải nhỏ rồi. Bởi vì quay phim thì hơi khó thấy một chút. Đó. Ngon lành, cành mai, ngon lành. Quá đã, tại đây học be. Kim ớt hả? Còn có dấu dừa ớt không? Có thì em cầu cắm. Ô, quá trừng kìa. Ô, cái này cái tấm gông nè bạn ơi. Quá trừng nè. Quá trời luôn rồi. Ghê hộn không? Thấy không? Thấy tép mà. Thấy tép mà không gõ. Tại nó trắng nó tẹp với cái màu rồi cơm đó. Cơm. Ngon lạnh. Nhảy lượn cưng đóng. Được, được, được. Cái này đi thăm sợ bị lỗ đầu thấy bà luôn. Sợ không có. Rồi 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 rồi. Ôi. Con lươn, lươn. Ôi con gắn khoảng lươn. Ừ, con gắn nước không? Gắn nước. Trời tưởng con lươn chạy con gắn nước gì sao nó không chết ta. Nó là vậy ngợp mà sao không chết được. Ừ. Trời ơi cái này tép gông cả đống luôn. Ủa quá trừng bên kia kìa. Ủa trời 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 trời. Cái này quá trời luôn bạn ơi. Nào gắn nước nào cá chốt nào tép gông đây nè. Ủa trời trời trời. Vô vô vô. Nghe nó vậy đến đâu. Nó tưởng nó con lươn đâu nghĩ thế nào nghĩ con gái. Nước nó vô ăn mấy con cá chốt á. Quá khứ. Kinh khủng. Ồ, cái này cũng được. Trong gông luôn cũng được một mấy chục con. Cá chốt nữa. Cá chốt. Ủa, cái này về cái nhà ăn vô tư không hết. Bất trình qua đây đắp tôi làm dấu ta. Đây. Ủa này kêu con vớn anh hai. Ừ. Ở trên giường mình ba không có đặt hai cá đó. Bây giờ hết cá không cứu lên rồi. Trời ơi, cách gông. Cái này được, được. Cách gông, cách chốt. Nhiều chứ bộ. Nhiều quá à. Cái lợp tao mấy chục năm mà lỡ mình đụng nhẹ cái là nó gột liền á. Anh em tôi cá này mương của người ta không có cắm câu được bạn ơi, đặt lập tép gông được chứ mình cắm câu người ta chữ chết.
À, cái này nhiều à, nhiều lắm. Cái này nhiều lắm. Nghe dữ hả? Trời ơi, tay cầm nó có cảm giác liền mà. Đũa. Thấy chưa? Ừ. Trời cái nè. Cái gông nữa nè. Cá chốt nữa. Cái gông cái nào mà có cá chốt nhiều là tép ít. Tại tép nó gặp mấy cá nên không dám vô. Nè ha, mà đang còn chờ ngoài. Được. Ấm hỉnh. Mấy cái mưa này cá lục phi dữ lắm. Này cảm giác có, này có. Trời biết ngay thấy không? Con gồng nó ngoài miệng đây nè. Nó không vô mà. Chục con luôn. Gặp mấy cá chốt cái sợ. Ồ, được. Mười mấy 20 tép dưng còn cái chốt. Mấy tép rồi nhỏ nhỏ mình tôm ngon lắm. Có nhiều à, nhiều lắm. Ủa, chưa? Oh. Ủa thì ớt lạnh chưa? Lẹt kẹt lắm. Lẹt kẹt. Nó kêu. Cái gầm cũng có nữa mà ít. Yếu cái chốt. Bọn cái nữa hết rồi. Cuối mương luôn. Cúng cùi. Khui. Nghe im ru à. Trời ơi, cái rong mấy con hả? Này cá chốt con gió hả? Không có mà. Không có chốt con rong có nhiều mới đúng chứ. Thử lủng lỗ. Thấy con lành lặn mà nó cái lỗ kìa. Lủng lỗ. Trời cái lỗ của mình thiệt đau lòng chứ. Cứ một chơi lỗ hết trơn. Bữa nay ngon lành chứ bộ. Không ngờ có cái chốt dữ vậy. Nay cái chốt tóc gông đầy đủ gắn đi. Ghê thiệt. Chuyện qua mình đi đặt là nghĩ là bên đây kiểu 50-50 á, không có tép gì đâu. Tại xíu trong đây chích điện lắm bạn ơi. Với lại lần nào giờ á, là trong đây mình đặt lần đầu tiên luôn, ở trong khu vực ở trong đây nè, trong ruộng mình. Nó không biết làm sao nữa. Mà cũng hên thiệt. Con cá, con gắt, nãy giờ nó chỗ đó cũng làm. Nè hả? Mới dậy nữa em mới thấy cái đầu đen mà. Cái chừng cá lục kiến em ơi. Ở đây cá lục kiến giờ dữ lắm. Nhà mình không đặt hai cái giớn, lúc trước ba mình không đặt á. Với mình á, mà lúc đó mình chưa có quay YouTube. Cách đây khoảng 2 năm. Trụ dính gùa nè, dính lương, dính gắn hổ hành đồ luôn á. Bạn tin không? Ghê lắm, dính. Dính hổ hành rồi không, con nào nấy 900 gram. Đâu 4-5 con vậy. Thêm gắn hổ đắc nữa. Con đó hình như là 2 kg. Ba mình lúc đó ba mình không đặt chứ không phải mình đặt. Vô giỡn luôn, ông ra ông dở ông thấy ớn luôn chạy vô nhà luôn. Em rể mình do trong gạo này bị dịch bệnh ở ngoài Bình Dương ngoài đâu đó. Lên hai chồng nó về đây chơi. Ở Bình Dương bán nước tương mới về. Cái ruộng về mà không thấy có dấu chân ếch. Dở thiệt. Này bệnh nghề nghiệp thiệt rồi nè. Đi đâu cũng kiếm dấu chân ếch hết. Để cắm cầu giống gì. Mà dính được gắn hết hồn, cứ tưởng nó con lươn không à. Không ngờ luôn á. Nước.
con vô trong lợp cái ghê mà còn sống á. Giờ cá mà con nước nó mới vô ăn cá. Trời ơi, cái không? Con không biết nữa. Cái chốt gì nó quá trời, cái chốt quá nữa. Mấy cá chốt này vô á, tép nó không dám vô. Vô được cá xịu à. Cơm cái gì cũng lợp lợp á. Đúng rồi. Cái lợp này bị gắt, bị gãy cái hàng gì. Cũng có một con cá. Cái này nhiều nè. Trời ơi, nó đông, đông cá chốt. Ừ chứ. Con ngờ trong đó cái chốt dữ vậy. Ba đậu cá. Cấp công lọt thì nhiều cơ không. Thu xu đi ra không có được, quay phim xu. Đi lại mẹ em. Quá trời rồi. Có chừng con ngắn đó nha. Này, con lọt này con rớt luôn nè. Đẩy bao chạy xe gớt luôn, bao lòng chết. Cái chốt cũng nhiều. Dạ, cái chốt có trời. Là bây giờ lúc trước mình đặt để vô cái bao bịch lại nè, nó kín hơi nó cầm nó cục. Nữa không. Cái chốt. Cái này rất rong nhiều nè. Này là xuống nào mương của ông phụ mình đặt không? Đúng rồi. Mương của ông phụ là chỗ bạn đang. Mình không có lên nằm mấy nè. Rất rong dữ quá. Ủa, cái này ăn rắn nè. Cái nước tép rong quá trời luôn. Đồ nhắn có chút xíu. Con lấy nào con dở lên con tưởng con lương, con đâu nghĩ con rắn. Qua đi trống đặt cái sợ không có con nào á mà hên sao có nè. Cái rong gom gom lại nhiều. Cái này không ăn kho mà một cái này thôi là kho nó. Cái to là đuối luôn rồi đó, ăn đuối luôn đó. Người này cái gì đi cùng vô dữ. Rớt cái bào cái kẹt chân của cái lọt thiệt tình đang chạy xe cầm giữa đường rớt. Câu được hai cái á phần ghê chứ, cá với tép hai cái nó ngon. Hai cái đó thôi là nhà bốn người ăn cũng hết. Ủa, ăn cái gì? Trời ơi, dưới ngạnh. Cái chốt này nó quất một phát là nhức lắm nha bạn. Ngạnh đó. Vàng, tà leo, nghe hết.
Hồi gắn nó bò lên trên, rồi quá banh cái hôm luôn. Gắn nước. Hư cái hôm mình luôn. Trời ơi. Cái lợp này tép như kia. Tép như cá quá trời luôn. Mình gắn nước nó đẩy nó nông cái hư luôn cái hôm. Thì nó còn xó nẹo kìa. Nửa bên ngoài, nửa bên trong. Thiệt tình gắn. Ủa này cũng gầm không mê không? Bây giờ phải lượt quá trời luôn mọi người. Mấy cái cơm nguội á giờ để thu cũng được. Rồi mấy cá này ấn lạnh không? Thật sự mình không thể ngờ được là cá chốt nhiều dữ dằn vậy đó. Đâu nghĩ có cá chốt. Có cái mà nãy lủng lỗ bự á, cái đó chắc như cá nó vô nó quậy với mấy cái chốt này. Cái lợp nó bị mục. Mới thả gắn nước ngoài mưa rồi. Gắn nước hơi nhỏ. Cơm nguội nó quá trời luôn, bởi vì nó rướng vô đó. Lấy cái gỗ che mình lượt đó. Các bạn thấy đã không? Đúng là quá đã thiệt mà. Cái chốt nè, đây là tép gông. Trời ơi, bên kia ốc bu vàng nó vô kìa. Ở dưới quê các bạn thấy rồi đó, mình chịu khó chút xíu là có đồ ăn các bạn. Khỏi gần phải đi chợ, tốn tiền. Đồ đồng chín gốc luôn. Cái chốt cũng gần cái ký à, chứ không giỡn đâu. Ừ. Cái chốt này mình kho tiêu, gắt vô, trời ơi, kẹo kẹo ha. Nhức gan, rồi tép gông. Cái gông này mình cháy hay là mình làm gỏi rồi á. Gan sơ ăn ngon lắm. Không thể nào ngờ được. Cái chốt lại vô nhiều vậy. Sẵn đây mình cũng xin kết thúc clip đây. À, chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha.